xôn xao. Sông màu chảy kia sông dài, từ biên dầu đồi non cao, bay chim lạc từng đàn vô cánh trong đồng vắng dề. Sông màu chảy này phố thị, dùng tiếng cười làm thôn ơi, làm tim mình bừng bừng sông màu. Kính chào quý khán thính giả của TV Tuần San Online đến với chương trình Giờ Nguyễn Ông Anh thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, hôm qua Quốc hội Cộng sản lại bầu bán, nói cho nó rõ hơn là chia chác qua cái gọi là hoàn thiện các chức danh lãnh đạo của Quốc hội khóa 15. Thì trước đó một ngày, ông Vương Đình Huệ đã được bầu lại vào cái chức chủ tịch Quốc hội với cái số phiếu, thưa quý vị, 100%, chỉ có ở Việt Nam mới như vậy thôi. Và điều khôi hài là, thưa quý vị, cái ông Huệ này đó, đã cách đây khoảng 3 tháng đã được bầu vào cái chức chủ tịch của Quốc hội rồi, bây giờ lại bầu lại nữa. Và thưa quý vị, điều đó chứng tỏ là cái đảng Cộng sản này, họ quanh năm suốt tháng chỉ là họp hội nghị và bầu bán và tốn tiền của dân rất nhiều, trong khi đó không chia tiền ra để lo cho đời sống của dân, đặc biệt là trong cái vụ mà dịch Vũ Hán này. Tôi cũng thấy ông Nguyễn Phú Trọng nói gì hết. Và thưa quý vị, đến hôm nay á, ở Việt Nam á, cái số ca nhiễm của cả nước là lên đến 67.422 người rồi, tức là tăng thêm 2.965 ca, rất là nhiều. Riêng ở Sài Gòn thì tăng lên là 2.433 ca. Và tổng số người dân Sài Gòn bị nhiễm là 43.776 ca. Thưa quý vị, quá nhiều. Bởi vậy ngày hôm qua, ở bên Việt Nam, các báo đều đồng loạt đưa cái tin là chính phủ đã giao cho Bộ Y tế cái gọi là chuẩn bị kịch bản cao hơn chỉ thị 16. Chỉ thị 16 đã cao rồi. Bây giờ chọn một kịch bản nó giống như là một vở tuồng đó, vở kịch đó, để không bị động, lúng túng, chuẩn bị các phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra. Cái kịch bản như thế nào? Kịch bản này là sẽ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, giãn cách giữa người với người, giữa gia đình với gia đình, giữa tổ dân phố với tổ dân phố. Hạn chế nhiều hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa, sự giao lưu gặp gỡ giữa người với người. Thưa quý vị, như vậy là dân Sài Gòn sẽ rất là khốn khổ về cái vụ mà giãn cách, rồi cái vụ mà lockdown, tức là phong tỏa, và sẽ có rất nhiều người dân bị phạt về những cái chuyện đôi khi không đáng phạt. Chúng tôi cũng xin nói về cái dịch ở Việt Nam nữa, là thưa quý vị, là trong khi dân chúng bị dịch như vậy thì có những cô gái, có những người phụ nữ lên ở trên mạng đưa hình mình đi chích ngừa mà khoe khoang với là dân chúng. Họ là những cái người mà giàu có thần thế. Chẳng hạn như là báo Lao Động hôm qua họ đưa cái tin là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin Á Hậu doanh nhân được khoe là đã có người Anh là lãnh đạo bệnh viện đa khoa St. Paul tiêm vaccine COVID. Thưa quý vị xem ở trên hình ở trên mạng, cái cô gái này đưa lên, cái cô mà Á Hậu nữ doanh nhân đưa lên, họ là ai? Và cũng có một cô gái khác nữa cũng được mà khoe ra mình được chích thuốc xịn, thuốc Pfizer, và nhờ ông ngoại mới được chích như vậy. Thì ông giám đốc của bệnh viện Hữu Nghị Xô Viết ở Hà Nội là ông Nguyễn Thanh Hà, ông cho hay là cái thông tin mà trên mạng đưa ra như vậy đó về cô gái mà tiêm vaccine Pfizer do ông ngoại, nhờ ông ngoại, đó là một cái thông tin đúng sự thật. Ông giám đốc bệnh viện ông nói thế này: cô gái mà đưa tin lên Facebook đó là phóng viên. Thì đúng ra là, theo ông nói, đúng ra cô này cũng thuộc nhóm đối tượng ưu tiên trong các nhóm theo quy định của Bộ Y tế. Và ông cũng nói lý do tại sao cô gái này là được chích, bởi vì theo ông, bố cô gái này là giảng viên của Học viện Quân y, đăng ký cho cô này tiêm. Bố cô ấy có học trò đang làm ở bệnh viện tôi, đang làm chuyên khoa 2. Thưa quý vị, tức là phe đảng. Quý vị nghe như vậy thấy phe đảng. Mặc dù ông này ông nói không phải như vậy. Về câu hỏi tại sao cô gái được tiêm vaccine Pfizer,
liệu có sự lựa chọn vaccine trong trường hợp trên không? Thì ông giám đốc Hà này trả lời, lúc đó có hai liều Pfizer lẻ ra, có hai cái liều Pfizer nó lẻ ra, nó dư ra đây quý vị, nên cô gái này được tiêm. Cô gái này nghĩ mình ở trên trời rơi xuống, không cần đăng ký. Tức là tự mình ngon là mình có gọi là quen biết, có ông cháu cha. Nhưng thực chất cô bố của cô gái này đã đăng ký cho cô từ trước. Chúng tôi khẳng định, lời của ông giám đốc bệnh viện, chúng tôi khẳng định không có chuyện được lựa chọn tiêm vaccine Pfizer trong trường hợp này. Thưa quý vị, đó là một vài cái trường hợp có những cái cô gái giàu có thần thế, có ông cháu cha đi khoe hình ảnh mình được chích, hoặc là chích những cái thuốc rất là xịn như là Pfizer, đưa lên cho thiên hạ xem, trong khi người dân không có được như vậy. Thì thưa quý vị, vào chiều 20 tháng 7 vừa qua, ông Phó Thủ tướng Phạm Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch đấy, thì ông đã làm việc với là thành phố Sài Gòn về kế hoạch mà vaccine tiêm cái vaccine đợt 3. Thì ông Phó Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân Dương Đức Anh cho biết, đến lúc này thành phố đã nhận được hơn 930.000 liều vaccine AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Thưa quý vị, toàn là những thuốc tốt không á. Về đối tượng tiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cho biết thành phố sẽ ưu tiên tiêm cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền, tức là có cái bệnh sẵn đó. Và thành phố trong cái đợt này đó, đợt năm này sẽ cố gắng mà tiêm cho khoảng 650.000 người trên 65 tuổi. Đó là cái dự tính như vậy, nhưng mà nó có thực sự nó có xảy ra như vậy không thì đó là chuyện khác. Và ông cũng nói là thành phố sẽ ưu tiên tiêm cho người nghèo, sống chén chúc, tạm bợ, bước ra khỏi nhà là gặp nhau thì rất khó thực hiện đầy đủ 5K như quy định. Rồi tại nơi phong tỏa sẽ không tổ chức tiêm, nhưng ngay khi mà gỡ phong tỏa thì sẽ lập tức tổ chức tiêm cho người dân. Thưa quý vị, tức là có cái chương trình như vậy đó, có cái chỉ tiêu như vậy đó mà có thực hiện được không? Rồi mà chích á, thì cũng phải đợi là khi nào không có hết dịch đã thì mới chích. Thành thử ra ở trên mạng chúng tôi cũng thấy có một số hình ảnh, có những người họ đưa hình ảnh họ chụp, họ đi bị đưa vào ở trong, bị đưa hoặc là tình nguyện vào ở trong những cái khu tập trung ở các trường học và để mà cách ly, rồi họ đem cả gia đình vô sống ở bên cạnh những cái đống rác. Thưa quý vị, tưởng tượng mà ở Sài Gòn trời nóng nảy như vậy mà đông người ở trong những cái trường, ở trong những cái sân trường, hay là ở trong những dưới cái những cái phòng của trong quá trường học mà sống chen chúc nhau như vậy, và như những cái người họ đưa video lên họ nói rằng là không có ai tới hỏi thăm hỏi thăm gì hết, vô sống như vậy thôi, rồi họ phát cho một ngày hai bữa cơm, đôi khi là cơm cháy nữa. Và họ nói nên ở như vậy thì họ thêm bị bệnh. Thành thử ra thưa quý vị, đã có rất nhiều người đưa ra những ý kiến về cái vấn đề là chính phủ phải làm cách nào đó, chứ không thể là cứ là khăng khăng theo cái chỉ thị là làm việc bằng những cái nghị quyết, và nó rất là trái với khoa học. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến cái việc mà phong tỏa nữa, thì vừa qua ở tại thành phố Nha Trang có cái việc là cái vụ là ông Phó Chủ tịch Phường Vĩnh Hòa, tên ông là Trần Lê Hữu Thọ, ông này ra ngoài đường và ông chẩn bắt một cái thanh niên, như ông này tên là Nguyễn Văn Em, thì chẩn nó lại không cho bắt, đang lái cái cầu này đang lái xe đi và thì bị chẩn lại, thì hỏi đi đâu vậy, thì nói là tôi đi mua ổ mì. Thì cái ông Phó Chủ tịch Phường này, ông nói cái đồ này không phải là đồ thiết yếu, anh mua đồ ăn mà thiết yếu gì, tức là mua cái ổ mì là một cái đồ ăn không thiết yếu, không quan trọng. Thành thử ra ông nói đó, mua bánh mì mà thiết yếu à? Thưa quý vị, tức là ông này ông hỏi những cái câu mà rất là kỳ quặc, khi mà nói rằng là ổ bánh mì không phải là thức ăn. Và khi cậu thanh niên này thì cô nói thế này, mấy anh làm gì mà bắt em mà giữ giấy tờ của em? Thì người mà quay video, tức là ông Thọ này đó, ông Thọ này, ông vừa bắt cái thanh niên này, ông vừa quay video cái cảnh mà ông nói qua nói lại giữa thanh niên này, coi như một kiến thức để làm bằng chứng đó quý vị. Và ông nói thế nào? Vậy hả?
tao giữ cho mày để rồi mày đi kiện nghe, ok? Đó, tức là sau khi bắt anh thanh niên này chẳng để gọi giấy tờ và biểu anh đi về, anh này không chịu đi về, anh sợ anh chiếc xe anh bây giờ làm sao đem xe đi về, nếu mà giấy tờ tôi bị được thu hết rồi thì làm sao đi đường người khác hỏi giấy tờ làm chủ về chiếc xe này ở đâu thì làm sao có. Thành ra ông nói nếu không mày không về ha, đem lên bỏ lên xe, đem chở tịch thu xe và đưa cái ông này về đồn công an để làm việc. Thành thử ra thưa quý vị, cái vụ này đó là gây ra một cái sự gọi là rất là phẫn nộ trong dân chúng, bởi vì khi mà cho rằng ổ bánh mì không phải là thực phẩm. Thành thử ra có lẽ là những cái ông công an này, ông ăn là cao lương mỹ vị, ông ăn những thức ăn ngon, có lẽ ông không bao giờ ăn ổ bánh mì hết. Mà thành thử ra khi ông thấy ổ bánh mì thì ông nghĩ rằng đây là không phải thực phẩm, đây không phải là thức ăn. Thưa quý vị đấy, chế độ cộng sản như vậy đó. Họ sống ở trong cái sự sung sướng đầy đủ quá, họ không biết dân đang khổ. Mà cái anh này đó là anh đang làm việc ở trong công ty và anh xin đi ra. Tại vì anh nói rằng hôm đáng lẽ là anh chưa có đi ra lúc khoảng 3 giờ, nhưng mà bởi vì công ty yêu cầu làm cái ca kéo dài thêm nữa, thành thử anh ra phải đi ra ngoài đi mua ổ bánh mì mà ăn. Và mua ổ bánh mì thì bị chặn lại, bị hoàn hé, bị chửi mắng, kêu là mày với tao, rồi xưng là tao, rồi bắt xe là đưa đi chở về ở trên đồn, rồi về cũng gọi là thẩm vấn này nọ. Thành thử ra thưa quý vị, cái ông Lê Hữu Thọ này đó, chúng tôi nghĩ rằng là ông này là quá quắc. Nói những câu nói như vậy, có những hành động như vậy mà còn từ quay phim. Thì cái người mà đứng đầu của cái phường này họ nói rằng là cái việc quay phim này là do xác nhận do cái ông Thọ này quay. Chính ông quay, nhưng mà ông quay để làm tài liệu. Nhưng mà không ngờ rằng là cái cuốn mà video này được phát tán trên mạng thì không biết ai làm. Và đang tìm cách để gỡ cái đó ra, tại vì nó thấy rất là xấu hổ cho cái chế độ của Cộng sản. Và thưa quý vị, cũng nói là giặc, cũng nói là liên quan đến dịch nữa thưa quý vị. Bây giờ đất nước Việt Nam của chúng ta, ở Sài Gòn, đặc biệt là Sài Gòn, cái dịch nó lây lan mạnh quá. Và Sài Gòn bây giờ trở thành một ổ dịch của cả nước. Thử ra thì thưa quý vị, có vẻ cho đến nay thì cái câu mà khẩu hiệu chống dịch như chống giặc đã không thành công. Thưa quý vị, chống dịch như chống giặc đã không thành công. Thành ra bây giờ có cái trường gọi là trường chính trị ở tỉnh Bình Phước, trong một cái trang thông tin của họ thì họ nói rằng là phải vận dụng cái tư tưởng của Hồ Chí Minh để chống dịch. Thưa quý vị, cái này nói như nó tức cười quá. Chống dịch hồi trước thì là chống như chống giặc. Bây giờ thì là chống dịch là phải là vận dụng cái tư tưởng của Hồ Chí Minh để chống dịch. Tôi đọc một đoạn quý vị nghe nhé. Đại đoàn kết là tư tưởng có ý nghĩa chiến lược cơ bản, nhất là quán xuyến và xuyên suốt, là vấn đề sống còn, là sợi chỉ đạo xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Với truyền thống đại đoàn kết, dân tộc càng ngày càng được phát huy, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng dịch đại dịch này và xây dựng đất nước càng ngày càng phát triển thịnh vượng hơn. Thưa quý vị, đó là cái nhận định của cái trường chính trị ở tỉnh Bình Phước. Nói làm thế nào để mà có thể chống dịch được thành công là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công là cái câu nói của Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị đã thấy đoàn kết như thế nào không? Quý vị thấy đó là giữa một anh công an, một ông công an với là một người dân bình thường. Ổ mì không phải là thực phẩm. Thành ra đi mua ổ mì tức là vi phạm và bị phạt. Đó thưa quý vị. Cũng nói liên tiếp về cái việc mà dịch ở Việt Nam, thì thưa quý vị, trong báo này, tuần này của chúng tôi phát hành, tuần này chúng tôi có chạy cái bài tên là, có cái tên là Ông Thông tin Tự Do đòi xử lý MC bức xúc. Cái ông Thông tin Tự Do này là ông Lê Quang Tự Do. Thì thưa quý vị, là vào cái chiều, ông này là ông đòi yêu cầu phải là xử lý cái cô
MC Trác Thúy Miêu, tên thật là Vũ Hoài Phương. Thì sau khi mà ông ra lệnh như vậy thì cái Sở Thông tin và Truyền thông của Thân Hồ đã ra quyết định xử phạt bà MC Trác Thúy Miêu 7 triệu rưỡi đồng tiền Hồ, tức là 325 Mỹ Kim. Vì cái gì? Vì cái tội là cung cấp và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có nội dung gây hoang mang trong nhân dân về công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại thành phố Thành Hồ. Thưa quý vị, cái cô đó nói như thế nào tôi đọc lại một đoạn quý vị nghe nhé. Mấy em tình nguyện viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương ơi, đoàn mấy trăm người chắc chắn có người này kẻ khác, nhưng giờ nói gộp luôn cho lẹ. Sinh viên Y dược Sài Gòn, kể cả tình nguyện viên từ thanh niên, nghệ sĩ, y sĩ, bác sĩ, khỏi có ở đâu rần rần máu chiến như Sài Gòn. Tụi em nhắm học hỏi, cảm thụ được thì làm, còn cà chớn như cách tụi em đã làm ở Gò Vấp thì ở chơi thêm mấy bữa cho biết rồi về. Sài Gòn đang bận dữ lắm. Thưa quý vị, là cô này nói rằng là với cái cách cúng cách mà của mấy sinh viên ở ngoài ở tỉnh Hải Dương đi vào thì có lẽ nên chơi vài ngày cho biết Sài Gòn là gì rồi xong đi về đi. Thì bây giờ cô đã bị phạt về cái tội gọi là đưa lên mạng những cái nội dung gây hoang mang trong nhân dân về công tác hỗ trợ chống dịch Covid. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin nói vài cái tin thời sự ở nước Úc này. Là quân đội Mỹ trong mấy ngày qua dự trù là sẽ có đưa, ngoài thủy quân lục chiến đã đưa sang bấy lâu nay, thì họ sẽ đưa lục quân qua ở bên Bắc Lạnh, ở trên phía Darwin, để tập trận với quân đội của Úc. Tại vì họ nghĩ rằng phải có tập trận, rồi khi có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ gọi là dễ dàng mà để mà chống lại kẻ thù. Thì ngoài cái việc mà đề nghị đưa quân lục quân qua để tập trận ở trên Bắc Úc, thì thưa quý vị, trong hai ngày qua, báo Nhật báo The Australian của tỷ phú Rupert Murdoch, tức là tỷ phú truyền thông quốc tế đó, thế giới đó, thì đưa hai bài. Bài ngày hôm qua thì họ viết thế này: Bắc Kinh là nổi cơn thịnh nộ vì bị lên án tấn công mạng. Và ngày hôm nay họ cũng viết một cái bài nữa là bước ngoặt khi các đồng minh cùng tố cáo tấn công Trung Cộng tấn công mạng. Thưa quý vị, bởi vì họ nói rằng là đây là một cái bước ngoặt, bởi vì thưa quý vị là ngoài cái năm cái nước ở trong gọi là ngũ nhã nói tiếng Anh thì có Nhật Bản, và quan trọng nhất là có Liên Âu, và có thêm khối NATO, tức là chưa bao giờ mà có 38 quốc gia cùng với nhau viết một cái bản gọi là statement, tức là một bản tuyên bố và lên án Trung Cộng tấn công mạng. Họ nói cái việc mà tấn công mạng đó là do một số cá nhân và hay là do một nhóm, mặc dù đây là cá nhân nhưng mà họ nói rằng những cái nhóm này là có sự hỗ trợ ngay cả tài chính của nhà cầm quyền Trung Cộng để thứ nhất là phá hoại cái mạng lưới của Úc và cũng như là của Hoa Kỳ hay và một số nước khác, và đồng thời những cái nhóm này họ cũng trở thành như là một những cái tên tội phạm, bởi vì đòi hỏi phải chuộc tiền thì họ mới trao trả lại những cái mà họ hack họ lấy. Thành thử ra báo Úc có nói rằng đây là một cái bước ngoặt khi mà có đến 38 quốc gia cùng lên tiếng trong một cái bản tuyên bố để lên án cái vụ mà tấn công mạng của Trung Cộng. Và đặc biệt họ nói đặc biệt nhất là Nhật. Nhật cũng lên án nữa trong cái nhóm này, bởi vì Nhật là cái nước ở trong cái vùng này. Và thưa quý vị, khi mà 38 nước cùng lên án như vậy thì Trung Cộng rất là tức tối, rất là nổi giận. Và cái ông phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là ông Zhao Lijian, tức là Triều Lập Kiên, thì ông nói rằng một cái nhóm nhỏ như vậy không có đại diện cho cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị, 38 nước
mà trong đó là vừa có Hoa Kỳ và những cái nước gọi nói tiếng Anh như là Anh, rồi Canada, rồi Tân Tây Lan, Úc, rồi Nhật, rồi khối NATO, rồi là cả Liên Âu nữa cùng lên tiếng như vậy, mà cái ông phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Cộng nói rằng chỉ là một nhóm nhỏ thôi. Thưa quý vị, cũng liên tiếp về cái tin ở nước Úc này, thì ngày hôm qua Thủ tướng Úc Morrison đã thúc giục những công nhân nào mất việc vì dịch hãy đăng bài ngay, tức là register, để nhận cái số tiền từ 375 đô la cho đến 600 đô la. Và ông nói rằng nếu mà đăng bài bằng cái online đó thì chỉ mất 40 phút thôi là sẽ có tiền ngay. Thưa quý vị, hiện giờ ở nước Úc này có 3 tiểu bang bị phong tỏa là New South Wales, Victoria và Nam Úc, thì cái số người bị phong tỏa lên đến 14 triệu người. Và đương nhiên là có những người sẽ không có công ăn việc làm tại vì bị phong tỏa. Và khác với Việt Nam, nước Úc yêu cầu tất cả những cái người mà bị mất việc thì hãy đăng bài nhanh lên ở trên online và chỉ trong vòng 40 phút sẽ được tiền ngay. Đó là cái việc mà nước Úc chính quyền giải quyết cái vụ lây lan của con virus Vũ Hán. Và thưa quý vị, ông cũng còn thúc giục là người Úc hãy đi chích ngừa đi, tại vì cái thuốc vaccine AstraZeneca còn rất nhiều lắm. Và ông nói rằng là vợ ông đã tiêm 2 mũi. Thưa quý vị, ông nói rằng là nên đi chích đi, tại vì quý vị ở nước Úc này cũng chắc có nghe rằng là có một số vaccine AstraZeneca đã phải đem đi dục bỏ đi bởi vì không sử dụng. Và rất là nhiều cái thuốc vaccine AstraZeneca này được chế tạo, được làm tại ở nước Úc này. Và thưa quý vị, nói như vậy là có nghĩa rằng là có nhiều người vẫn còn đang còn là ngần ngại khi mà đi chích cái thuốc mà người ta đồ đoán rằng là không có tốt như là AstraZeneca. Và thưa quý vị, riêng cá nhân tôi cũng đã đi chích AstraZeneca và chúng tôi thấy cũng bình thường thôi, không có chuyện gì hết. Nhưng mà nếu người dân mà càng chích được nhiều cái AstraZeneca trong thời gian trước khi có Pfizer thì như vậy là cũng tốt trong cái việc mà phòng chống dịch. Và cuối cùng thưa quý vị, là một cái tin vui cho nước Úc, đó là vào ngày tối hôm qua cái tổ chức IOC, tức là tổ chức Ủy ban Thế vận hội họp tại Tokyo tối hôm qua đã tuyên bố là thành phố Brisbane của tiểu bang Queensland đã được cái quyền đăng cai Thế vận hội năm 2032, tức là 11 năm nữa thì nước Úc sẽ tổ chức Thế vận hội tại thành phố Brisbane. Và cái việc mà bà thủ hiến của tiểu bang Queensland cũng như là ông thị trưởng của thành phố Brisbane qua ở bên Tokyo, mặc dù đang còn dịch bệnh nhưng mà qua tầng bên đó để mà thuyết phục Ủy ban Olympic Thế giới để cho thành phố Brisbane được đăng cai cái Thế vận hội này, bởi vì thành phố Brisbane là có được cái hệ thống gọi là giao thông rất là tốt, rồi người Úc ở thành phố Brisbane rất là thích thể thao, và đồng thời thành phố này cũng có đủ tiền để tổ chức, có tài chính để tổ chức cái Thế vận hội. Và tối hôm qua dân chúng ở thành phố Brisbane đã xuống dưới sông Brisbane để xem pháo bông và vui mừng về cái việc mà thành phố của mình đã được cái quyền đăng cai Thế vận hội năm 2032. Thưa quý vị, chương trình Giờ Nguyễn Hồng Anh đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Dòng
trong mẹ, dòng máu chảy từ trong anh, và trong chị là từng giọt máu anh em. Dòng máu này hai tiếng quê tôi, Việt Nam ơi tiếng quá bồi hồi, máu dân mình vẫn còn tuôn rơi, cũng ruột này mình còn chia đôi. Dòng máu chảy đất nước xanh sao, chừng nghe ra trời xuân sao. Dòng máu chảy tia sông dài, từ biên rộng đồi non cao, bầy chim lạc từng đàn vô cánh trong đồng vắng dề. Dòng máu chảy này phố thị dồn tiếng cười, làng con ơi làm tim mình bừng bừng dòng máu Việt Nam. Cảm ơn.